thay lưu sấy của máy photo Column 2525. Biết cách thì rất đơn giản, biết cách thì rất phức tạp. Chỉnh nó so lên là rất quan trọng để làm sao chỉnh được cái mức độ vừa phải hợp lý để lô sấy và lô ép quay không làm bị kẹt giấy. Máy photo bị rách lô sấy hoặc là báo lỗi E007 phải thay lô sấy. Photo tốc độ cao này phải thay lô sấy xịn, lô ép xịn mới chạy được. Không thay lô xịn thì vất vả anh em kỹ thuật thôi.